Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Ngày hôm nay đó là tối ngày thứ tư tại Hoa Kỳ, ngày 26 tây tháng 1. Ở Việt Nam đó hôm nay đã là ngày 27 tây tháng 1 rồi, ngày thứ năm. Và hôm nay đừng lại trở lại để mà chia sẻ một số những cái thông tin với các bạn. Tôi nghĩ là thông tin mà nhiều bạn muốn biết nhất đó chính là thông tin liên quan tới Fed đã nói gì ngày hôm nay. Thì thường đã đăng một số những thông tin trên những cái mạng xã hội đó. Nhưng mà nào mà muốn biết thông tin nhanh nhất đó, thì có thể là theo dõi Thuận Capital trên những mạng xã nhưng mà hôm nay tôi sẽ chia sẻ thêm một số những cái suy nghĩ của liên quan tới những gì đang xảy ra. Tại vì hôm nay là cái ngày mà chúng ta đã chờ đợi có thể nói là 2 3 tuần qua rồi, cuối cùng cũng đã đến. Thứ nhì chúng sẽ nói tới đó chính là những thông tin mà nổi bật ngày hôm nay. Chúng ta sẽ nói tới Tesla có mua thêm BTC hay là không hay là có bán hay không. Chúng ta sẽ nói tới những thông tin liên quan tới nước Nga. Chúng ta cũng sẽ nói tới thông tin liên quan tới El Salvador và thông tin liên quan tới Solana. Và điều thứ ba thường sẽ chia sẻ với các bạn đó chúng ta sẽ bơm thêm một chút xíu hopium. Uh, với các bạn và điều thứ tư đó chúng ta sẽ trả lời một câu hỏi là thường hiện bây giờ đó những đồng ổn định mà thường có như bạn hỏi thường là đang lưu trữ ở đâu để mà lấy lời thường sẽ chia sẻ thông tin này với các bạn và cuối cùng là thông tin on chain mà có thể nhiều bạn cũng muốn biết hiện bây giờ on chain như thế nào thì trước hết chúng ta sẽ nói tới thông tin nổi bật nhất ngày hôm nay đó chính là fed đã nói gì thì ra hôm nay là cái cuộc họp mà đã kết thúc cái uh, cuộc họp đầu tiên của năm cho fed á, cuộc họp xảy ra vào ngày hôm qua và ngày hôm nay thì kết thúc kết quả như thế nào kết quả đó thì chúng ta thì được là những lời phát biểu của Fed cho thấy đó là tuyên bố sau cuộc họp đó thì cục dự trữ Mỹ công Hoa Kỳ Fed không cung cấp thời gian cụ thể khi nào mới tăng lãi suất mặc dù đó là các dấu hiệu cho thấy nó có thể xảy ra ngay sau cuộc họp tháng 3 điều thứ nhì để thường chia sẻ hết những cái điều này với các bạn rồi thường sẽ chia sẻ thêm một số những suy nghĩ của thuần điều thứ nhì đó là Fed cho biết là mức lãi suất có thể tăng 0,25% và điều thứ ba Fed nói tới đó là Fed lưu ý rằng là cái việc mua trái phiếu hàng tháng của ngân hàng trung ương đó sẽ chỉ đạt cái mức là 30 tỷ mà thôi. Các bạn đang nhớ là đây là cái mức mà được định ra bởi Fed khi mà dịch bệnh bắt đầu từ năm 2020 đó thì lúc đó Fed uh, mua mỗi tháng tới 120 tỷ nhưng mà bây giờ đã giảm xuống À, chỉ đạt mức là 30 tỷ vào tháng 2 thôi Bắt đầu là từ từ giảm xuống Cho thấy đó là cái chương trình này có thể kết thúc vào tháng 3 Cũng như là thời điểm mà lãi suất có thể tăng Kế tiếp tới điều thứ tư mà Fed nói đến là không có dấu hiệu cụ thể là khi nào bắt đầu giảm cái lượng trái phiếu đang nắm giữ. Fed thì bây giờ đã đâm nắm giữ cái phần trái phiếu đó là gần 9.000 tỷ đô la và nhiều người lo sợ là khi nào Fed mới xả cái số lượng trái phiếu đó trên thị trường thì chỉ có những cái tuyên bố gián tiếp bây giờ mà thôi là cái thời điểm Fed có thể là kết thúc chương trình mua trái phiếu hàng tháng đó là cũng sẽ bắt đầu giảm lượng trái phiếu nắm giữ là và đây là cái số lượng trái phiếu nằm trên cái bảng cân đối kế toán của Fed thì những điều mình thường mới vừa chia sẻ với các bạn nó có ý nghĩa như thế nào thì hiểu đơn giản hơn là tóm tắt lại đó là các bạn thấy được là những người mà đang chờ đợi những thông tin chi tiết như là thuận đó thì cũng khá rất thất vọng tại vì ngày hôm nay đó Fed cũng không có nói rõ đó là khi nào tăng và tăng bao nhiêu thì nghĩ đây là hai câu hỏi mà ai cũng muốn biết là Fed sẽ chia sẻ ngày hôm nay mọi người đều tưởng là hôm nay Fed sẽ chia sẻ thực sự là trong năm nay đó sẽ tăng lãi suất bao nhiêu lần và mỗi lần là bao nhiêu phần trăm tại vì bây giờ thì có chia sẻ với các bạn đó là phần lớn như đầu tư đó thì nghĩ là Fed sẽ tăng lãi suất khoảng chừng 4 lần trong năm nay và mỗi lần là 0,25% và các bạn hiểu những gì được chia sẻ bởi Fed đó, cái điều mà thứ nhì thường chia sẻ với các bạn đó là Fed chỉ biết mức lãi suất có thể tăng là 0,25% và nếu như mà bây giờ không có tăng có nghĩa là ngày hôm nay đó kết thúc cuộc họp là không có tăng lãi suất và có thể tăng bắt đầu là từ tháng 3 sau khi mà họ ngừng thu mua trái phiếu trong thị trường thì những người mà đầu tư họ nghĩ là nếu như mà Fed bắt đầu tăng từ tháng 3 thì từ đến cuối năm có thể tăng khoảng chừng là 4 lần bốn lần thì sẽ tăng là cho đến là một phần trăm trong năm nay thì đây cũng là như những nhà đầu tư đang nghĩ đến cho nên những gì mà Fed nói cũng không có gì là quá bất ngờ chỉ là giống như nhiều bạn cũng đã comment ở dưới những cái post mà thường đăng ở trên những mạng xã hội đó là cái điều mà khiến cho thị trường nó bất ổn đó là không phải là Fed tăng lãi suất mà cái điều mà khiến cho thị trường bất ổn là Fed cứ nói ấp mở ấp mở mà không có nói rõ ràng. Thà là bây giờ Fed nói rõ ràng là muốn tăng bao nhiêu và tăng bao nhiêu lần. Giống như là một người nào đó đó cứ hù các bạn hoài thì vì lý do đó các bạn sẽ không biết à, là khi nào họ mới là có quyết định. Giống như là Fed thì bây giờ cứ hù hoài nhưng mà lại không có đưa ra quyết định, thậm chí ngày hôm nay cũng không có tăng lãi suất. Chỉ nói là có thể là tăng từ tháng 3 và sẽ bắt đầu tăng từ mươi lăm Ít ra đó thì các bạn thấy được là hai điều chúng ta nhận ra được, được trong cái uh, cuộc họp ngày hôm nay Thứ nhất là đã gần như chắc chắn hơn là Fed sẽ tăng lãi suất tháng 3 này đương nhiên không chắc chắn 100% nhưng mà gần như chắc chắn hơn Thứ nhì nữa đó là Fed nói là có thể chỉ tăng là bắt đầu từ 0,25 mà thôi Nhiều người nói là có thể là Fed sẽ bắt đầu tăng với cái mức là 0,5 hay thậm chí hơn nữa để quản lý lạm phát cho nên nhiều người lo sợ cái đó Ít cho bây giờ Fed nói thì cho dù là bắt đầu tăng này nữa Thì cũng sẽ bắt đầu tăng từ 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 0,25 trở lên thì ít ra chúng ta cũng biết được hai điều này nhưng mà ngoại trừ hai điều này ra chúng ta cũng không biết thêm được thông tin nào hết là khi nào mà thực sự tăng và tăng bao nhiêu lần cũng như là Fed cũng không nói rõ là khi nào đó thì Fed mới bắt đầu là bán những cái trái phiếu đang nắm trong tay những điều đó chúng ta vẫn không rõ và những gì mà được phát biểu bởi Fed thì có sức ảnh hưởng như thế nào đối với thị trường ngày hôm nay thì các bạn sẽ thấy được là nếu như các bạn nhìn vào chỉ số tham lam và sợ hãi đó thì đây là chỉ số tham lam và sợ hãi của thị trường chứng khoán á. thì các bạn thấy được là chứng khoán Hoa Kỳ bây giờ vẫn tiếp tục ở cái mức là 36 có nghĩa là sợ hãi và các bạn thì được cũng tương tự như là ngày hôm qua là 37 hôm nay còn sợ hơn qua một chút nữa và chúng ta nhìn vào cái chỉ số này liên quan tới Bitcoin thì như thế nào thì các bạn thấy được là chỉ số này ngày hôm qua là 23 một tuần trước là 24 nhưng mà hôm nay đã đi ngược cho xuống là 20 có nghĩa là cực kỳ sợ hãi và hôm nay đó nhưng mà nào mà theo dõi sẽ thấy được là thị trường rất là dao động Nhất là các bạn thấy trong thời gian là khoảng chừng là hai tuần qua đó Chúng ta đã chứng kiến những gì? Chúng ta đã chứng kiến là nhiều người có cái sự lo sợ liên quan tới Fed sẽ nói gì trong buổi họp ngày hôm nay. Nhiều người sợ là giống như các bạn thấy được những cái công ty như là à, ngân hàng Goldman Sachs thì nói là có thể là tăng lãi suất hơn 4 lần, còn các bạn được là ngân hàng Chase thì à, CEO Jamie Dimon thì nói là có thể tăng tới 6 7 lần lận. Thì coi như là tăng liên tục một lần nào họ cũng tăng rồi, khiến cho nhiều người lo sợ và nhiều người cũng hù nói là có thể Fed sẽ bắt đầu tăng là tăng 0.5% luôn chứ không phải là tăng từ từ đâu. Thì à, những điều này ít ra nó cũng đã rõ ràng hơn một chút nhưng mà dù sau đi nữa nó cũng còn rất là nhiều cái sự lo ngại trên thị trường và cách đây hai tuần đó vì những cái sự lo sợ đó đã xảy ra một cái cuộc bán tháo các bạn thấy được là đây là cái biểu đồ trong vòng 5 ngày vừa qua mà thôi nhưng mà các bạn cũng thấy được là chúng ta có một cái sự bán tháo trong thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ chúng ta nhìn vào những cái chỉ số lớn đi như là chỉ số Dow Jones à, các bạn thấy là zoom vào để các bạn nhìn rõ hơn thì chỉ số Dow Jones các bạn nhìn thấy trên màn hình À, chúng ta cũng thấy cái điều tương tự xảy ra đối với chỉ số S&P 500 chúng ta cũng thấy cái điều tương tự xảy ra đối với là chỉ số uh, Nasdaq và đương nhiên đối với lại BTC nhưng mà sau đó như thế nào cách đây khoảng chừng là hơn một ngày các bạn thấy được là giá sau khi mà chạm cái mức thấp gần đây đó thì lại đi ngược trở lên hồi sáng này nhất là các bạn thấy được là BTC đó rất là dao động chúng ta thấy những gì chúng ta thấy được là giá đi xuống dưới 40.000 rồi xuống tới cái mức thấp cái đây là khoảng chừng là hai ngày là 33.000 rồi sau đó hồi sáng này đã ngược cho lên tới 38.500 Và bây giờ đó là xoay quanh cái mức khoảng chừng là 36.000 Thì chuyện gì xảy ra vậy? Thường nên thì có một cái suy nghĩ như thế này Thường nghĩ là khi mà nhiều người nhận ra được cái sự nguy hiểm của Fed có thể là tăng lãi suất trong cái cuộc họp này và có thể là tăng mạnh khiến cho nhiều người bán tháo quá mức khiến cho là giá của chúng ta lấy BTC đi lấy Bitcoin là ví dụ có thể là giá đi xuống quá mức đến cái mức là 33.000 nhưng mà sau đó là một số người đang nghĩ là có thể là những gì mà Fed nó sẽ không có như chúng ta nghĩ đâu thì giá cả đây đi ngược cho lên từ 30 ng 3 ngàn, 3 000 lên tới khoảng chừng là 38.500 hồi sáng này rồi sau đó chúng ta hiểu là giá đã chỉnh lại có nghĩa là lúc mà quá nhiều người bán đó thì giá cả nó đã hồi phục ngược trở lên nhưng mà bây giờ đó có thể là trong thời gian ngắn quá nhiều người mua dẫn đến bây giờ đó giá cả điều chỉnh trở xuống tại vì những thông báo của Fed cũng không phải là xấu nhưng cũng khoảng là tốt cho nên cái mức giá bây giờ nó cứ lơ lửng giữa cái mức thấp là 33.000 và cái mức cao là khoảng chừng 38.500. Bây giờ lúc là video này ra là giá khoảng chừng là 36.000. Đó là cái suy nghĩ của thần mà thôi. Các bạn nghĩ như thế nào? Thật ra những cái điều mà Fed nói đó không có rõ ràng như vậy thì các bạn sẽ được là những người mà nhận được tin tức đó thì không phải là nhận được cùng một lúc tại vì cái lúc mà ra cái thông tin này đó là các bạn thấy lúc đó là châu Á là vẫn còn đang ngủ tại vì thời điểm này là khoảng chừng là 11 giờ trưa giờ Cali, 2 giờ chiều giờ New York ở Việt Nam là khoảng chừng là 2 giờ sáng thì phần lớn Châu Á vẫn người đang ngủ khi mà thông tin này đưa ra, cho nên chúng ta mới thấy có những cái đợt là khi Châu Á thức dậy thấy thông tin này thì ngay cả thông tin này đó lúc mà mọi người nhận được ở Hoa Kỳ đó người có người suy nghĩ này, có người suy nghĩ kia, có người suy nghĩ là thông tin này cũng không xấu như là mọi người nghĩ, có người nghĩ là thông tin này cũng không tốt khiến cho là các bạn thấy được là cái người mua người bán có những cái suy nghĩ khác nhau. Tóm lại những gì mà Fed nói đó chỉ giải thích được một số những cái à, điều thắc mắc của mọi người mà thôi nhưng mà phần còn lại thì vẫn không có rõ tóm lại là như thế nào tóm lại là bây giờ đó không có gì xảy ra hết chúng ta tiếp tục chờ cho đến tháng 3 đợt kế tiếp đó mà Fed sẽ hợp là tháng 3 chứ không phải là tháng sau Thì chia sẻ thêm với các bạn một lát nữa nhưng mà thị trường uh, future do hợp đồng tương lai thì bây giờ cũng không ổn lắm các bạn thì chỉ số của Dow Jones S&P và Nasdaq đó đều là đi xuống hiện bây giờ có nghĩa là càng nhiều người suy nghĩ đến nhiều hơn đó thì họ lại càng bắt đầu là bán ở thị trường hợp đồng tương lai chúng ta thấy hợp đồng tương lai thường là một cái dấu hiệu cho thấy ngày mai chứng khoán hoa kỳ mở cửa sẽ ra sao nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay đó đó chính là coin 98 wallet đây là cái ví tiền mã hóa multi trang như là đa chuỗi đó giúp các bạn có thể lưu trữ coin token trên hơn 30 blockchain khác nhau mà chỉ với một cái pass free duy nhất mà thôi ngay trên cái ví coin 98 đó các bạn có thể swap mua bán token một cách nhanh chóng tiện lợi và các bạn còn được tặng điểm thưởng mỗi lần mà các bạn swap các bạn có thể tìm hiểu và tải cái ứng dụng coin 98 wallet ngày hôm nay và nhập cái mã giới thiệu để ủng hộ kênh đồng thời các bạn cũng có cơ hội để mà nhận thưởng từ những cái chương trình đặc biệt đến từ coin 98 nhưng mà riêng về BTC đó thì các bạn thấy được là bây giờ đó xoay quanh cái mức là khoảng chừng là 36.000 đô đã thấp hơn cái mức cao hồi sáng này nhưng mà nhìn ngược lại đó thì vẫn là một cái mức mà tốt hơn cái tay khoảng chừng là 2 3 ngày khi mà giá xuống khoảng chừng chỉ còn có 33.000 mà thôi. Tóm lại bây giờ đó những gì mà chúng ta nhận được cuối cùng là cũng chỉ rõ được một phần nhỏ thôi đối với The Fed cái sự mà lo ngại vẫn còn. Cho nên chúng ta mới thấy cái sự lo ngại chỉ số tham lam sợ hãi đó nó vẫn ở cái mức thấp như vậy đối đó, đó là chuyện xảy ra ngày hôm nay và cả thị trường crypto hôm nay đó các bạn thấy là có một màu đỏ nhẹ phần lớn, có nghĩa là đi xuống nhưng mà đi xuống thêm một ít so với lại cái giá của ngày hôm qua. Những đồng lớn đó thì các bạn thấy được là phần đông các bạn thấy là BTC, Ethereum, uh, Binance Coin, uh, chúng ta thấy được là XRP thì xuống khoảng chừng là 2 cho đến 3%, chúng ta thấy Cardano xuống 1 trăm chúng ta thấy Solana đó thì xuống khoảng chừng 7%. Terra thì xuống khoảng chừng là 10% và Polkadot là xuống khoảng chừng là 6%. Nhưng mà chúng ta nhìn vào cái cột 7 ngày thì vẫn xuống khá là nhiều. Các bạn thấy là BTC vẫn xuống 15%. Những đồng khác nên thì xuống 20%, thậm chí những đồng như là Solana Uh, Terra hay là Polkadot xuống 30% hay là hơn 30% Có thể nói là Bitcoin xuống 14% nhưng mà những cái altcoin trong một tuần qua thì xuống rất là nhiều Và chúng ta bây giờ ít ra sẽ không nghe nói tới Fed nữa uh, thời điểm này thôi, thường nghĩ là khoảng chừng là vài tuần nữa đó thì chúng ta sẽ nhận được cái văn bản kiến thức từ cuộc họp này Và các bạn cũng đã nhớ rồi, tháng 12 đó khi mà họp thì cũng không có gì xảy ra Nhưng mà khi mà cái văn bản đưa ra đó đầu tháng 1 thì mọi người lại hoảng loạn thêm một lần nữa Hy vọng điều đó sẽ không xảy ra Nhưng mà nếu như mà cái văn bản được đưa ra từ Fed trong vòng 2-3 tuần tới đây đó cũng như những gì mà được chia sẻ bởi Fed ngày hôm nay. Tại vì hôm nay đó sau khi họp đó thì người mà đứng lên để mà chia sẻ đó chính là chủ tịch John Powell. À, những thông tin chi tiết đó nó nằm trong văn bản và văn bản đó khoảng chừng vài tuần nữa mới có. Chúng ta hy vọng đó là những văn bản chúng ta nhận được trong vòng 2-3 tuần cũng tương tự như những gì mà được chia sẻ bởi chủ tịch Powell thì thường nghĩ nó sẽ tốt hơn chứ nếu không có thể gây ra nhiều cái sự lo ngại cũng giống như đầu tháng 1 khi mà chúng ta nhận được văn bản của tháng 12 nhưng mà nếu như mà không có gì đặc biệt đó, thì lần kế tiếp chúng ta sẽ nghe tới Fed đó, là ngày 15 tây tháng 3 sẽ có cuộc họp uh, thứ nhì của năm nay ngày 15 tây và ngày 16 tây thì đó là những gì xảy ra hôm nay đó nhưng mà thông qua để chia sẻ với các bạn là phần lớn mọi người bây giờ đó là suy nghĩ là nếu như mà chúng ta thấy Fed tăng là 0,25% trong dòng khoảng chừng là 4 lần năm nay thì thị trường nó sẽ không có nhiều cái sự thay đổi lớn đâu nhưng mà cái vấn đề dẫn đến dao động đó là nếu như mà Fed chia sẻ bao nhiêu lần tăng và tăng bao nhiêu thì tôi nghĩ thị trường nó sẽ ổn định hơn rồi vấn đề đây là chúng ta bây giờ là tiếp tục thấp thởm để mà chờ đợi tới tháng 3 mới biết được thêm thông tin nhưng mà về thị trường tương lai đó chúng ta nhìn vào những người mà mua hợp đồng tương lai liên quan tới lãi suất thì họ nghĩ như thế nào tại sao mà thường nay nói là phần lớn mọi người nghĩ là sẽ tăng 4 lần năm nay mỗi lần là 0,25 thì trên màn hình các bạn đó đây là Fed Watch Tool thì các bạn thấy được là trên cái Fed Watch thì ở bên trên này đó là cái thời điểm họp của Fed thì chúng ta sẽ không nói tới ngày hôm nay rồi chúng ta nói tới là ngày 16 tây tháng 3 đi cái đợt họp kế tiếp thì đầu kế tiếp các bạn thấy được là 85% của hợp đồng bây giờ đó vẫn nghĩ là chỉ tăng 0,25% mà thôi có nghĩa là các bạn thấy là phần lớn bây giờ đó Hiểu đơn giản là 100 hợp đồng, 100 người thì 86 người đã nghĩ là tháng 3 này sẽ tăng khoảng chừng là 0,25 cho đến 0,5%, có nghĩa là tăng được 1 vào tháng 3 này phần lớn đã có cái chuẩn bị tâm lý đó rồi. À các bạn thì được là kế tiếp đó là cuộc họp sẽ xảy ra, đây là thời điểm tháng 5 ngày 4 tây thì uh, trong thời điểm này các bạn thì được là phần lớn 58,6% nghĩ là sẽ có cái đợt tăng lần thứ hai là tăng thêm 0,25% nữa ở mức là 0,5 trên 75. Kế tiếp nữa đó là cuộc họp sẽ xảy ra vào uh, tháng 6 ngày 15 tây thì đợt này cũng là các bạn thấy phần đông mọi người nghĩ là sẽ tăng thêm một lần nữa 53,6% nghĩ là sẽ tăng thêm một lần nữa 0,25% lần thứ ba là từ 0,75 cho đến 1% kế tiếp đó là các bạn thấy được cuộc họp tháng 7 thì tháng 7 như thế nào? Các bạn thấy là cuộc họp tháng 7 đó thì chúng ta thấy được là à, phần lớn đó coi như 50 50 nghĩ là tháng 7 sẽ không có cái đợt tăng đầu, đã tăng 3 lần rồi và sẽ nghỉ ngơi và không tăng nữa. Cái cuộc họp kế tiếp đó là cuộc họp tháng 9 của năm nay thì cuộc họp tháng 9 của năm nay đây các bạn thấy được là bắt đầu chuyển qua là có thêm một số người nghĩ là sẽ có đợt tăng thứ tư năm nay nhưng mà vẫn là 50 50 ở thời điểm hiện bây giờ và chúng ta thấy được là cái hợp đồng của tháng 11 như thế nào? cộng đồng tháng 11 đó thì bắt đầu là nghiêng về các bạn thấy là chúng ta thấy là 35% cộng 25% Cộng với lại 23% thì các bạn thấy là bắt đầu đã nghiêng về chúng ta sẽ có thể thấy được cái đợt tăng thứ tư Nhưng mà rõ ràng hơn đó là chúng ta nhìn vào cái hợp đồng của tháng 12 ở trong tháng 12 đó thì các bạn thấy được đã nghiêng về là chúng ta có 31,4% cũng như là chúng ta nhìn vào cái hợp đồng của tháng 11 đó là 36,5 là bắt đầu từ tháng 11 tháng 12 thì nhiều người nghĩ là chúng ta sẽ có cái đợt tăng lần thứ tư. Thật ra chúng ta nhìn lại thì tháng 9, tháng 11, tháng 12 trong cái đợt hợp của 3 tháng này sẽ có đợt tăng thứ tư. Thì nói tóm lại các bạn thấy được đây là lý do tại sao mà thuận nghĩ là mọi người đó trong hiện tài chính phần lớn đã có cái sự chuẩn bị là sẽ có bốn đợt tăng trưởng và bốn đợt này sẽ tới liên tục luôn. Tháng 3 chúng ta nói tới là tăng là tháng 3 một lần, tháng 5 một lần, tháng 6 một lần rồi sau đó nữa đó là chúng ta sẽ thấy được là bắt đầu là khoảng chừng từ tháng 9, tháng 11 tới tháng 12 trong ba cuộc hợp này sẽ có thêm một lần nữa à, trước khi mà kết thúc cuối năm là 4 lần, mỗi lần là 0,25 và chúng ta được kết thúc được khoảng chừng 1 cho đến 1,25% lãi suất của năm nay. Như là các bạn thấy 31,4% nghĩ là sẽ nằm ở cái mức là 1,25 cho đến 1,5 vào tháng 12 này. Thì cái mà tôi muốn chia sẻ đây đó là đây là những gì mà chúng ta thấy phản ảnh qua cái hợp đồng tương lai của năm nay miễn là Fed tháng 3 đó là bắt đầu được tăng đầu tiên và bắt đầu đi theo cái quá trình này thì nghĩ là thị trường nó sẽ bắt đầu ổn định lại. Chứ nếu như mà Fed đột ngột đổi ý định nên thì nghĩ là sẽ có nhiều cái sự dao động nữa. Cái mà Fed có thể tăng lại suốt cái đây đó là cái gọi là Fed Fund Rate là hiểu đơn giản đó đó chính là cái phần trăm mà những ngân hàng mượn lẫn nhau chứ không phải là cái phần trăm mà các bạn đi dùng ngân hàng mượn tiền để mà mua nhà mua xe đâu cái phần trăm này sẽ ảnh hưởng gián tiếp đến cái phần trăm mà ngân hàng sẽ cho các bạn mượn đương nhiên điều đó là sẽ có nhưng mà thường muốn chỉ ra đây đó là những gì mà Fed làm sẽ có sự ảnh hưởng gián tiếp với các bạn và nếu như mà Fed tăng lãi suất đó thì ngân hàng thường nghĩ là cũng sẽ tăng lãi suất nhưng mà nào mà giống như là mượn tiền mua nhà đó thì cái lãi suất nó sẽ tăng lên. Thì điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là người ta sẽ mượn ít tiền hơn. Tại vì lãi suất tăng lên thì người ta sẽ mượn ít tiền hơn. À, để mà mua nhà thì điều này có thể dẫn đến là thị trường bất động sản nó sẽ khựng lại và sẽ không tăng mạnh nữa. Cho nên đối với Thuận đó. À, thường cũng đang chờ đợi bất động sản có một cái tiến triển giống như là tốt hơn về giá cả tại vì bất động sản tăng quá nhiều khiến cho là à, bây giờ nếu mà nói là mua đầu tư đó thì nó khá là khó cho nên thường cũng đang chờ cho thị trường bất động sản khựng lại thậm chí là giá bất động sản giảm xuống một phần để cho nó hợp lý hơn đó là những gì mà thường muốn chia sẻ với các bạn về cái sự ảnh hưởng dài hạn thì thường đã chia sẻ nhiều lần rồi Những gì mà chúng ta thấy à, xảy ra ngày hôm nay đó Và những gì mà chúng ta nói tới liên quan lại suất chỉ ảnh hưởng ngắn hạn mà thôi Dài hạn đó thì các bạn thấy thị trường tăng Cho dù lãi suất cao hay là lãi suất thấp Các bạn có nhìn vào lịch sử của Bitcoin trong thời gian là 13 năm qua đi Những lúc mà à, lãi suất cao giá cả cũng có thể tăng Những lúc mà lãi suất thấp giá cả cũng có thể tăng Và chúng ta nhìn vào thị trường của cổ phiếu đó Thì à, cổ phiếu Hoa Kỳ các bạn thấy là nói chung đó, sau khi mà Fed tăng lãi suất thì những năm đó 6 tháng sau là trung bình những chỉ số lớn đều tăng khoảng chừng là 5%. Đó là những gì mà tôi muốn chia sẻ ảnh hưởng chỉ là những bạn nào mà đầu tư ngắn hạn mà thôi chứ còn dài hạn thì những điều này cũng không có quan trọng lắm dài hạn đâu.